Chợt mình, hot tiktoker Đạt Villa bị chụp lén, khác xa ảnh sống ảo. Đạt Villa, tên thật là Đặng Hành Đạt, sinh năm 1994, đến từ Hà Nội. Anh là một trong những tiktoker nổi tiếng nhất của giới trẻ hiện nay, khi liên tục cho ra lò các clip bắt trend cực hài trên mạng xã hội. Trước khi heo nghiệp tiktok vào năm 2020, anh là chủ một tiệm tóc. Không chỉ bắt trend cực nhanh, anh còn gây chú ý khi sở hữu ngoại hình sáng. Sau khi thấy tương lai phát triển của nghề tiktoker, anh đã cùng một số bạn trẻ khác thành lập ra một nhóm có tên là Gia đình Villa. Mới đây, chàng hot tiktoker bất ngờ tở hành tâm điểm khi xuất hiện trong clip của một cô gái đến từ Malaysia. Trong video bị quay lén, anh đang ngồi ở quán ăn cùng một số người bạn. Khác hẳn vẻ ngoài hư sinh trắng trẻo, từng được đại Villa đăng tải trước đó, lần lên sóng này của chính ít để lộ làn da sạm đen, hàm răng vẩu. Dân mạng giật mình khi nhìn đại Villa ngoài đời, khác hẳn với hình xấu ảo trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên ngoại hình Đạt La trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Trước đó, khi tham gia một sự kiện, chính ít gây chú ý với gương mặt trông khá hớp, làn da đen sạm và nhiều mụn li ti. Ngoài ra, mắt và môi của Đạt Vila cũng khá hâm, đặc biệt hàm răng bị ố vàng khắp khển.